Ở tập 1 thì chị Xuyến, mới giờ đã ăn có thiếu nửa hiệp bây thôi giờ, chạy trong đó thì mới có sơ sơ khoảng là 4 trứng hộp vịt lộn thôi nghe. Và 5 con cá lau kiến cùng với một chai nước ngọt bự cả má. Thì sang tập 2 tiến bộ hơn một chút thì Xuyến chạy ra ngoài lộ mua hết 3 lon bia Bivina vô để mà làm tiếp. Thì để biết được câu chuyện hôm nay Thanh Liên muốn chia sẻ chị Xuyến đá hiệp 2 bây giờ rồi chặn cửa không cho vô luôn cả nhà. Xuyến như thế nào mời cả nhà theo dõi nha. Ừ tốt như trái thốt lốt. Xuyến bây giờ ăn thiếu, bây giờ chạy đi ra ngoài mua thêm vô mấy lon bia nữa kìa cả nhà. Đó, mới chịu rồi nghe. Có bia uống vô mới chịu nghe. Thiếu ha, đó bắt đầu xe qua tập 2 nghe, tập 2 nghe. Cái tấm là nhiều khi tấm người là không biết nghe. Tấm thiệt đúng không? Tấm nào mà chị bực bội với chị ba chị chút đi rồi đó. Thôi còn lại má. Sáu tấm lắm. Ừ. À vậy đó mà con người lại con người tốt. Bây giờ ngồi chặn cửa không cho vô luôn cả nhà. Con người la vậy mà người ta tốt, ta đàng hoàng. Ừ, tốt như trái thốt lốt. Con la mới ghê á. Đừng mà đứng thình không la không nói cái nói đó. Như húp gì vậy hơi? Như húp gì vậy? Giờ tiếp tập 2 ha. Tập 2 này hơi khác chút nha, có chắc lên men nha. Đó, tập 1 thì với nước ngọt, tập 2 này có chắc lên men nha. Trời lớn ha, cầm chưa chị Xuyến cỡ dậy không á. Đó, thấy chưa? Sáng ba mẹ con ba con cháu rồi. Vậy đó ha. Xuyến gào mạnh dữ lắm nghe cả nhà. Ăn là khủng hoảng luôn á. Vô cái coi. Vô cái nào? Ừ. Có gà ha. Ừ, vô cái đi. Hay chưa? À, đó hay chưa? Đó, rồi uống đi, chứng minh được rồi. Rồi chăm chăm đi. Nghe cái ót đàng hoàng nghe. Kha luôn. Nghe khe cho hết hồn đó. Ghê chưa? Ghê chưa? Buổi trưa đó. Đó, thấy chưa? Chăm chăm luôn nghe. Mày chỉ mới giải khát thôi. Em ơi, chịu nam chăm chăm ha. Ừ. Dữ dằn thiệt Trang ơi. Tập 1 là với nước ngọt nghe cả nhà. Qua tập 2 Xuyến nói không đủ đồ. Ăn thiếu thiếu gì á, Xuyến chạy đi mua hết mấy lon vô để làm lai gai đó. Ừ. Dữ chưa? Ừ. Ừ. Ăn nhiều vô. Ừ. Ai đi mua? Ừ. Quyền đi mua ha. Ừ. Quá ngon ha. Đừng diễn cười trời, chuyện vô từ lắm, ai nói gì nói đó, vui lại đó. Lẩm quẹo ngon không em? Ngon không Như? Lẩm ngon không? Húp nước kìa, mẹ nó uống bia, mẹ nó chơi chắc có cồn, nó chơi húp nước cá kìa. Đó. Húp kìa. Phơi phơi ha. Sao vậy sao? Số 1 Xuyến cười. Quá dữ Xuyến ơi. Ừ. Quá dữ rồi. Số 1. Rồi. Bây giờ chị cũng đang đó, chị cũng đang ngồi đó, lai gai một mình đó. Rồi, Như no hả gì à? No chưa? Rồi no rồi kìa. Lẩm nguyên con luôn chứ đâu, xe qua coi Như. Ẩm thứ dữ không, gia đình bắt ổn chị Xuyến đó. Cần nói đúng ý cự ha.
Tao đang ăn mà chơi gì không hay. Nhỏ lát. Cái gì? Nhỏ lát nãy chị là 8 giờ qua xí cho ông Quyền đi chơi với con. 8 giờ tối rồi lại ngủ đi chơi. Chị nói hồi tối rồi con ngủ đi chơi bời gì không biết. Trời ơi, nít chơi bời gì má. 8-9 giờ tối lại ngủ, Quyền đi chơi. Chị nói giờ này tối giờ ngủ rồi chơi bời cái gì, con về bên nhà con đi. Bà không cho nó chơi, bữa nào nó kêu qua nó lại ngủ bà đi chơi luôn. Trời ơi, con cái nữa chị kể không hiểu gì trong cái ổi được như một đâu. Vậy đó hả? Gần lắm. Làm sao ai biết dưới đây có gì đâu mà hiểu chi mất công, mệt. Ông chồng thì bán dừa, bán không muốn bán ốc. Đó, hiểu qua đây nè. Chị tội nghiệp, chị mua mà chị trả nó ra. Chị đó hả? Ừ, tiền lụt á. Mình thấy thương tội nghiệp nghèo khổ, mình mua giấc mở gan mình nhặt lại á. Bà chị ít nói chuyện là vụ gan tương, chị không nói chuyện nhiều là vậy đó. Vậy đó hả? Ừ. Cho ai gặp cũng gan xiến cho người ta, kỳ vậy ta. Hot girl ha, hot girl của vùng này ha. Nó làm nhục mình vậy chứ không lẽ người mình vậy. Thanh Liêm tôi biết chuyện năm mấy nay chị có xàm gì không Thanh Liêm. Thường ai lấy ai cũng có người có nơi chở không đâu mà tùy tục vậy. Vậy ha. Chị thấy bán đồ còn nghiệp chị mua rồi, chị mua cái chuyện dở nó ra. Chị xem vậy nữa, xem ba động vậy nữa. Còn nghiệp kêu đi cho có tiền đi cái vợ gan làm cái chị sợ chị nghỉ đi luôn. Tiền ơi. Chị hoài đó chị biết là người đó. Vô cái coi, vô. Quá đã, vô. Ừ rồi kìa, nước cá dân như mình mày tùm lum luôn. Đi xa mình cũng trả tiền không anh em. Ừ. Sớm nghiện cho có tiền mình đi ghét cái vợ nó nghe. Thôi nghỉ luôn. Nghe thôi dẹp luôn đi. Dẹp luôn ha. Nhầm nhầm nhầm. Nhầm nhầm nhầm. Nhầm nhầm nhầm. Nó ra hàng hủ vậy đó, nó bán đồ mà chị ví dụ món đồ đó 30, 40, 50 phải không? Mà nhiều khi trong mình chị không có 50 ngàn lẻ, chị thiếu 50 ngàn là không cho, chị thiếu là không đó. Dùng 5 ngàn là thiếu cũng đựng đó. Ủa cái đó là ta người ngoài còn gửi bà kìa. Gửi mới đang nói. Chị trong mình không có tiền lẻ 50 ngàn mà 20 nữa. Tại với 500 mình đưa ra mình tiếc, mình xài có 50 ngàn nữa là 500 tiếc vậy đó. Ừ, chơi tiền lớn không mà ha. Ví dụ vậy á. Chị hỏi thường dòng sớm viện lẽ 50 ngàn mình cho ta được không lẽ tiếc thì 50 ngàn thì lên. Mà tại cái người ta không có lịch sự với hơn nữa, ta tiếc 50 ngàn ta thấy nó bự. Mình cầm nghèo, mình nghèo nghèo thì mình dám cầm 50 ngàn mình cho người ta nó đúng không cơ. Tại người tiếc từ 50 ngàn mà nó. Chị mua vợ cái ghen quá biết rồi, chị, giờ chị biết thì chị đâu mua. Ghen chi với bà mẹ ba đứa con. Ừ. Thôi tập trung vô chuyên môn đi. Lúc lúc nghe thấy thèm. Bán dừa, bán ốc, bán chuối, rau muống. Thấy đồ nghiệp. Mà mình nói cho nghe, mình muốn nghe, mình phải dòm con chồng mình ra, mình phải nghe đúng không em? Trung tình không? Chàng này, này đó, cầm 1 tỷ mà chị còn không ghen nữa đó. Đâu phải cái nào mà cũng không ghen. Mình ghen phải có cơ sở, có nơi, có chỗ, phải nghe bậy bạ. Gì Như? Thôi tao thấy bữa nay chắc má mày không xong rồi. À. Mới có diện binh là thêm là mấy lon nữa có cồn, bây giờ mới thấy là còn không xong. Chị em không hiểu gì trong giỏ mấy hộp rồi. Ừ. Vậy cho chị biết trong giỏ mấy hộp đó. Ừ biết, giỏi 10 đếm. Đó cần chị biết không? Biết, chị xuyến gì biết. Biết giỏ nhiều hộp chị biết đó. Biết. Xuyến giỏi mà. Tôi quậy. Gì? Chú Liêm làm gì quậy? Quyện quậy, chú Liêm nào quậy? Chú Liêm có làm gì đâu quậy. Đúng không Như? À. Sao? Chú Liêm chỉ hỏi con dụng cái thông minh đó. Có thể là nhìn sơ nghe, ta biết cái ổ đó là nhiều hộp, ta biết liền. Thôi nói chung tao không biết cái ổ là nhiều hộp gì chứ. Đừng nói sâu xa mệt lắm.
con người không đông minh sao không biết chở đó, đó bao nhiêu hộp à. Chứ ổ của bà có hai hộp thôi chứ nhiều, mỗi trái mỗi hộp. Dám nói tôi với ổ bà tao bốn hộp đi hả? Ừ nói đúng ý cười kìa. Hỏi thiệt chứ chị Xuyên có mấy trái ổi? Thì không? Ừ. Chàng Phật ơi, mấy trái má? Mấy chục trái. Giữ thần như chàng. Độ mà hai trái mà không? Ổi còn ăn ngon lắm trai. Vậy đó hả? Ổi nó tùy theo loại. Vậy đó hả? Cái ăn ngon chứ không? Còn ổi chị Xuyên ngon không? Thôi chắc phải hỏi ông Tư quá à. Ở nhiều hộp chị biết chân quá. Đó thấy chưa, đó thấy chưa. Bạn gùi nó bay ngang mà chị biết gùi cái gùi lực. Nó đó, bay nó đáp nó xài thôi chị không biết. Ở nữa. Vậy đừng giận giỡn chị Xuyến nghe. Rồi à. Sao? Nhưng tôi không chị á, không nghĩ chị khùng gì đi. Chị không hiểu gì. Nhưng mà ông rất là dở hơn chị xa. Vậy đó ha. Trời. Chị mà ở nhiều hộp gùi bay xà trên xà dưới gùi được gùi cái chị đều biết hết trơn. Đáp chỗ nào biết luôn ha. Ừ. Nhớ nghe rồi đáp đâu đáp đừng đáp ngay cái giếng chị Xuyến nghe mày. Còn tư chị ai nói vậy không nghe ai nói vậy không nghe không tin à. Ăn phạt ơi không nổi không nổi. Ví dụ người ta nói mình cũng nghe nhưng mình tìm hiểu coi người này đúng hay người kia sai. Người này nói đúng hay người kia nói chặt hơn mình mới nghe. Còn như cân quả cân gặp cái người mà nó nói dấp không vậy không lẽ cân cũng ngồi cân nghe cân tin người ta nói. Tin chứ. Tin cái gì mà tin cái gì mà tin. Sống tin, gửi bà nói tôi tin đó. Thôi vụ đó là chị. Ai muốn nói gì trước khi muốn tin là phải hành động cho chị thấy chị mới tin. Vậy đó hả? Không dạ. Chị khác không tin. Vậy mà chưa hành động ha. Còn tin ai nói gì, không biết đúng sai ai sao gì cũng nghe. Chứ người chị khó nghe lắm. Cũng nghe nhưng mà chị đâu có tin. Nó nói gì đâu tin, chị phải phân biệt. Chị phải biết người này sao, người kia sao mới biết. Đúng không? Ừ. Giỏi. Thế ví dụ bây giờ ví dụ chuyện nói thật sự như cưng thì ví dụ như bao nhiêu người thương bao nhiêu người ghét rồi lỡ cái người này người ta ghét người kia rồi người ta nói xấu người nọ mà mình biết ai thương ai ghét người ta rồi mình tin nó sai rồi đúng không? Rồi làm sao mình phân biệt được người tốt và người xấu rồi ra mình biết mình phân biệt đây mình thấy không phân biệt người tốt người xấu mình mới biết. Còn cưng sóc, ví dụ ai nói gì cưng nghe nói gì cái đó nó đâu có đúng. Nghe là nghe, yên tin mình phan hết rồi. Để mình coi cái sinh hoạt, cách hành động của người ta, cách đối xử của người ta. Vậy ha. Còn ông Tư của chị, ai nói gì? Bây giờ chị hỏi cưng gì nè, ha. Bà uống mới có hai lon thôi quý vị, bắt đầu là sức khỏe. 12 giờ chưa? 12 giờ chưa chị đi đâu ngoài đường? Ông đi chào cờ phải không? Mà người ta nói người ta gặp chị em học với ông Tư á là 12 giờ trưa chị đang đi ngoài đường. Đi với ai? Đi với ông Sam ra đầu chở chị đi. Chở đi đâu? Chở đi vô nhà trọ. Trời Phật ơi. 12 giờ trưa. Có không? Thì bởi vậy chị mới nói vậy đó mà ông về ông tin ông cự chị đó. Vậy đó hả? À. Chị mới chửi ổng không phải không có lửa làm sao có khói mà đừng không mà chị làm sao mà ổng lớn như vậy mà chị dám chửi ổng. Nhưng tại ông sai chị mới chửi ổng được. Trời ơi. Ví dụ trước khi người ta muốn nói xấu vợ con mình hay là người ta nói xấu người thân mình thì mình về mình phải tìm hiểu lại coi người này có hay không rồi mình nói tin đúng không nè. Như cưng thấy chị 12 giờ trưa chị ở trong nhà lo con chị không chị đi đâu là một. Còn cái vấn đề thứ hai đó, ai đâu mà nằm giỏng trong nhà chị mà nó dám giọng ngữ nó nói với ông Tư là 12 giờ trưa chị nằm trong nhà với một người đàn ông đưa giỏng toàn tan. Chàng ơi. Mà chị nằm trên võng với cái ông đó, với cái ông đó nằm trên võng với chị. Rồi bây giờ cưng coi ai đúng hay sai. Mà người ta nói ông gì ông cũng tin nữa đó. Ai biết đâu. Thì bởi vì chị mới nói cưng thí dụ trước khi ai nói về ai, mình phải suy nghĩ, mình phải nghe và mình phải tìm hiểu. Tai nghe mắt thấy ha. À. Mẹ có không Như? Ví dụ giờ Như. Chị nói ví dụ nè. Mẹ có không? Liêm. Rồi. Ví dụ như người ta không biết cái chuyện gì tự nhiên khi nó nói bà xiết bộ bà làm cái gì mà thanh liêm tôi nghe nó chửi bà trên lòng xiên quá chửi tới nữa hả thì chị cũng nghe người ta nói vậy. Ơi trời. Nhưng mà chị phải tìm hiểu lại tụi em có chửi chị không, không chứ đâu phải người ta đang nói cưng nghe người ta chửi vậy cái cưng ồ hay cái cưng tin là người ta nói chị đâu có đúng cũng biết ví dụ ha.
Bởi vì mà chị này ai mà muốn cái gì thì chị nó khó khăn lắm. Không phải gì chuyện dễ đơn giản mà như như cưng nghĩ không. Ôi dạ. Khó khăn lắm cưng ơi. Khó khăn lắm ha. Ừ. Còn có chồng của mình đừng có ghen bậy, mình phải nhìn lại chồng mình. Ừ. Nhiều khi mình nói thì kỳ, coi chừng chồng mình sắp dép ra đây chưa cho. Ừ. Cái đó nó thật á. Vậy đó ha. Đừng ba gái vợ khô cũng cưng không có tiền nữa coi. Mà cũng lo đời sống nữa coi. Đâu phải cá sình cá thúi đâu mà đụng đâu qua đấy phải không cơ? Không phải lòng tông lục chốt đâu phải không? Lâu kiến giờ còn ký 15 ngàn nữa kìa. Không hỏi có chồng cứ ghen. Mà ghen mà không biết cái gì mà ghen mà ừ. Ghen mà không có gì mà ghen. Ừ, xíu này nói về chăm chưa chưa. Ừ. Ngộ thiệt chứ. Ghen mà bậy, không đúng cái gì chứ. Cuối cùng cũng xong ha. Thiệt chàng. Xử xong luôn chàng. Mà ông Tư quá kìa. Dữ. Ông Tư kìa, không có cái tạc ai nói gì tên đấy à. Chục vịt lộn, 3 kg cá lau kiến, rồi mấy lon bia, lúc nãy là hồi ngơi nha quý vị. Cái là điên vòng vô, xách mấy lon bia vô làm xong luôn. Mẹ giữ dần, giữ dần.